Heyo, what's up các bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa giờ là Trung không có post vlog lên YouTube. Thì rất là xin lỗi mấy bạn. Thì bữa giờ là mấy bạn cũng biết là Trung hay post trên Instagram là Trung đi lên trường ôn thi. Thì nhưng mà bữa nay là đã xong rồi, Trung hoàn toàn free. Thì sắp tới là Trung cũng sẽ cố gắng ra vlog đều hơn một chút, ráng quay những cái video tập luyện ha. Thì hy vọng mấy bạn thông cảm. Nói chung đợt vừa rồi là Trung mới thi học kỳ xong, thì coi như cái môn đó là môn, ba cái môn đó là môn cuối cùng của Trung trong cái thời kỳ đi học đại học. Thì coi như là cũng là tạm thời là tốt nghiệp ra khỏi đại học rồi đó. Thì bây giờ chỉ đợi tới cái lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2018 này thì Trung mới được gọi là chính thức làm lễ tốt nghiệp thôi. Nhưng mà sắp tới là Trung cũng sẽ khá là bận rộn, sau Tết thì bắt đầu cũng sẽ bắt đầu là đi xin việc này nọ. Thì trong Tết thì Trung sẽ làm cái CV cho nó hoàn chỉnh một chút, sau đó là sau Tết thì Trung sẽ bắt đầu đi xin việc, và ai cũng sẽ nhai thôi rồi cũng phải đi làm à. Thì nhưng mà Trung sẽ cố gắng duy trì cái YouTube channel này. Ok, nếu như mấy bạn không phiền thì bữa nay là Trung chưa cắt tóc nhưng thành ra là Trung sẽ đổi nó nè. Thì hy vọng mấy bạn không phiền nếu như Trung nói chuyện với bạn mà đổi cái nó ngược ra như vậy. Thì thật sự là Trung bây giờ học nhiều quá, Trung chưa có thời gian cắt tóc luôn. Thì hy vọng mấy bạn thông cảm và cho Trung đổi cái nó nè. Ok, thì bữa nay là, thì hôm bữa là có một cái vlog Trung quay. Hôm bữa là trong lúc mà Trung đang ôn thi, Trung có làm mì Ý ha. Thì bây giờ Trung cũng có quay vlog lại cho mấy bạn xem. Thì bây giờ Trung sẽ show cho mấy bạn xem cái vlog mà Trung làm mì Ý như thế nào ha. Thì nó cũng là một cái đoạn ngắn trong vlog là lúc Trung làm mì Ý, thì mấy bạn có thể làm theo ha. Thì Trung cũng khá buồn thành ra là nhưng mà không sao, Trung cũng sẽ quay những cái video nó đời thường như vậy thôi. Hy vọng mấy bạn thích cái video đó. Thì đây sẽ là cái video mà Trung làm mì Ý. Thì hy vọng mấy bạn thích cái video đó ha. Yo yo, what's up các bạn. Thì bữa nay là chủ nhật, thì hiện tại là Trung đang ở nhà một mình, thành ra là hôm nay Trung sẽ phải nấu ăn. Bởi vì bây giờ ba mẹ Trung đang đi du lịch, thành ra là Trung sẽ phải tự nấu ăn luôn. Thì nên chủ nhật thì Trung tính làm món mì Ý. Thì hồi trước là Trung có quay cái món mì Ý rồi ở trên vlog rồi, nhưng mà hôm nay Trung sẽ làm một cái món mì Ý khác, nhưng mà thực ra nó chỉ là đơn giản là nấu ăn thôi. Thì hiện tại là thì Trung cũng quyết định là quay cái mà vlog nấu ăn này á, là để làm cho cái video nó sinh động hơn một chút, làm cho cái vlog của Trung nó sinh động hơn một chút, có gì đó gọi là cuộc sống một chút ha. Thì cũng không có gì đặc biệt hết, chẳng qua chỉ là nấu ăn đơn giản thôi, những cái món đó đơn giản, không có gì gọi là cao siêu hết, chỉ là món mì Ý thôi. Thì bây giờ là 5:15 thì Trung sẽ làm món mì Ý, và sau đó là lát nữa 7 giờ Trung sẽ đi bơi. Thì chủ nhật thì Trung thường là Trung đi bơi, bởi vì là để nó gọi là cái active rest á, là để cho cơ thể của chúng ta nó nghỉ nhưng mà nó vẫn năng động, nó vẫn hoạt động bình thường, chứ không phải là completely rest, nghĩa là chúng ta nghỉ hoàn toàn luôn, nghĩa là passive, hoặc là completely rest nghĩa là chúng ta nghỉ hoàn toàn. Thì Trung không có áp dụng cái đó, chủ nhật là Trung cũng đi bơi hết. Cố gắng đi bơi để nó phục hồi cơ bắp chúng ta rất là tốt luôn. Thì tuần sau, đầu tuần thì chúng ta sẽ tập luyện được tốt hơn ha. Thì đó là cách mà Trung phục hồi cơ bắp. Có rất là nhiều cách mấy bạn có thể gọi, rất là nhiều active rest. Như là mấy bạn có thể ngâm thùng đá, nhưng mà mua đá khá là mắc, thành ra là dạng ngâm có xíu mà chúng ta đổ rồi, một lần mua là mua rất là nhiều luôn. Thế nên là nó sẽ đi bơi, và bây giờ Trung sẽ luống xuống làm mì Ý cho mấy bạn xem. Ok, và sau đó là Trung sẽ đi bơi. Peace. Yo, ok, thì đây là cái thịt bò, đây là tỏi, cà chua, và đây là broccoli, là bông cải. Số đồ thì Trung mới đi mua thêm về. Thì Trung có một cái cà chua ở đây, đi mua thêm trứng với lại là thêm cà chua, tại vì có một trái không đủ, mua thêm cà chua. Thì lúc nãy là đang làm cái phát hiện ra là hết mì Ý, các bạn thấy còn có một xíu, các bạn thấy còn có một xíu à,
nên chúng mới đi mua thêm một cái bột khác. Cái này là cái loại Barilla, nó cũng khá là mắc tiền, nên là trung lựa một cái loại nó rẻ hơn một chút, đó là cái loại Golden Form rẻ hơn. Cái này có 35.000 thôi, cái này tới 60 mấy ngàn lận. Thì mình sinh viên mà chúng ta sẽ lựa cái rẻ hơn để chúng ta ăn ha. Rồi giờ thì Trung sẽ cắt cà chua ra, và sau đó là Trung sẽ cho vào máy xay sinh tố, xay cho nó nhuyễn ra ha. Thì mấy bạn tùy mấy bạn thôi, Trung mang chắc là từ 2 đến 3 trái. Ok, thì bây giờ Trung sẽ làm cái nước sốt trước ha. Rồi cho tí dầu ăn vô trước, cho hành tây, cho hành tỏi vô đảo. Đó là mới đổ thịt bò vô. Này thịt bò nhiều cà chua. Đây là cái chảo sốt cà chua với lại thịt bò của Trung. Ok, thì bây giờ là Trung sẽ lên soạn đồ và cho nó Trung đi bơi. À, lát nữa Trung sẽ về làm cái luộc cái mì lên. Thì nó lúc đó nó sẽ nóng, ăn sẽ no hơn ha. Còn bây giờ luộc trước nó sẽ không ngon lắm. Thì Trung sẽ làm cái này trước, nó Trung chỉ việc đun lại thôi là nó còn nóng ha. À, đỡ phải làm tiếp. Ok, thì bây giờ Trung đi bơi. Boom. Yo, what's up? Trung mới đi bơi vậy. Thì bây giờ là Trung sẽ tiếp tục ăn cái mì mà Trung làm ha. Thì bây giờ Trung sẽ xuống luộc mì và nó luộc rau nữa. Và cho nó chỉ việc lấy cái sốt đó bỏ lên cái mì vừa luộc đó là xong. Và chúng ta sẽ ăn. Và lát nữa Trung sẽ quay cho mấy bạn cái thành phẩm ha. Hiện tại là Trung vừa cân xong thì Trung sẽ ăn 150g ha. Cái này là 150g. Sau đó Trung bỏ vô đây. Bây giờ chúng đang luộc rau, cái này là luộc bông cải broccoli ha. Còn đây là mì vẫn đang luộc. Ok, đã xong. Thì bây giờ rất là đơn giản thôi. Bây giờ là cho rau rồi, cho cái thịt này lên đây rồi. Các bạn sẽ nước tương, tương ớt trộn đều mì lên. Sau đó là chúng ta ăn thôi. Có cả rau nữa. Chúng ta còn biểu rau ở đây. Finishes. Ok, thì hy vọng mấy bạn thích cái video làm mì ý để của Trung ha. Thì bây giờ là đến cái phần tiếp theo. Thì phần tiếp theo của video đó là Trung sẽ trả lời những cái câu hỏi mà Trung được hỏi nhiều nhất ở trên Facebook này, Instagram, thông qua tin nhắn và những comment ở trên YouTube. Và Trung thấy nó cũng khá là nổi bật và cũng đáng để cứ dây nhí như là để gọi là đưa lên để trả lời, và cũng như là chúng ta có thể tranh luận với nhau thông qua cái comment ha. Thì nếu như mấy bạn nào, nếu như các bạn thích cái việc mà Q&A, có nghĩa là question and answer, tức là hỏi và trả lời á, thì mấy bạn có thể comment những cái câu hỏi mà mấy bạn
muốn hỏi Trung ở dưới cái phần video ha, thì Trung sẽ làm riêng những cái video để trả lời những câu hỏi như thế này. Hoặc là mấy bạn có thể PM Trung qua Facebook, nếu những câu hỏi đó lặp lại nhiều thì Trung sẽ làm riêng một cái video để trả lời cái việc đó. Thì Trung sẽ cố gắng là đưa ra những cái video mà trả lời những cái tương tác với mấy bạn, như là mấy bạn hỏi và Trung trả lời nhiều hơn. Thế như mấy bạn có comment ở dưới video giúp Trung ha. Thì cái câu hỏi mà Trung được nhận nhiều nhất ở trên YouTube, và nói chung là ở những cái trang mạng xã hội mà Trung đang hoạt động á, thì cái câu hỏi này Trung cũng thấy nó cũng khá là hay, cũng để mang lên để tranh luận với mấy bạn. Cái thì nó cũng không liên quan đến phần tập luyện lắm, nhưng mà Trung thấy rất là được hỏi rất là nhiều. Thì cái câu hỏi đó là cái cách nào mà Trung được hãng MyProtein tài trợ, và nói chung là những cái câu hỏi liên quan đến việc tài trợ về của MyProtein đến với Trung. Thì thực sự đó là một cái câu hỏi cũng khá là khó để trả lời ha. Thì có những cái bạn trẻ Trung rất là khuyến khích mấy bạn kiểu dạng giống như là phấn đấu vì một cái mục đích rõ ràng như vậy, để như là chung là khi mà chúng ta được một cái hãng supplement lớn của thế giới hay là của một cái nước nào đó được tài trợ ở một cái khu vực như là Việt Nam ha, thì như vậy cũng như là một cái điều rất là tự hào, cũng như là một cái gì đó như là một cái thành tựu cá nhân mà chúng ta đạt được. Nhưng trước khi mà chúng ta được như vậy thì chúng ta cần phải hy sinh những gì từ bản thân. Ví dụ như là mấy bạn phải có một cái body nó phải hoàn hảo một chút, chẳng hạn như là, hay là mấy bạn phải có một cái kiến thức ổn định một chút ha. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có những cái nhiều bạn xem video hơn, hay là chúng ta sẽ làm một cái YouTube channel mà cái YouTube channel đó được nhiều người xem, hoặc là ở trên Facebook thì chúng ta có thể những cái tương tác chúng ta tốt với lại những người này người kia, những cái người mà chúng ta có sức ảnh hưởng một chút á. Thì thứ nhất là ngoài việc mà chúng ta phải hy sinh một cái gì đó từ bản thân, như là chúng ta sẽ phải bỏ thời gian ra như là đi tập luyện, rèn giũa bản thân để khi chúng ta có một cái body nó nhìn nó tương đối là ổn định một chút, và sau đó là ở trên khi mà và thứ hai là Trung nghĩ rằng là một cái điều mà không thể thiếu đó là mấy bạn có một cái mối liên hệ và những cái quan hệ tốt với lại những người ở trên mạng xã hội, chẳng hạn như mấy bạn có nhiều bạn ha, hay là mấy bạn có cái lượng follower hay là cái bạn lượng friend về trong cái lĩnh vực đó nó khá là dày, thì như vậy cũng là một cái lợi thế cho bạn để một cái hãng có thể tìm đến. Thì cái mục đích của họ làm marketing rất là đơn giản thôi, giống như là thì họ phải kiếm những người nào mà có cái lượng gọi là tương tác tốt ở trên Facebook, trên YouTube hay là những cái trang mạng xã hội như bây giờ để họ tài trợ, bởi vì là như vậy thì họ sẽ mang rộng cái sản phẩm của họ đến với người dùng hơn ở trong cái lĩnh vực đó. Thì đó cũng là một cái yếu tố cần để mấy bạn có thể đạt được cái việc tài trợ ha. Thì ngoài body đẹp nè, hay là chúng ta có một cái lượng tương tác tốt ở trên những cái trang mạng xã hội, và ngoài ra thì mấy bạn cũng có thể làm thêm những cái video ở trên YouTube chia sẻ về cách tập luyện của mấy bạn. Thì cái này thì nó cũng sẽ khá là khó khăn một chút nếu như mấy bạn còn mới. Thì như vậy thì nó cũng sẽ hơi khó khăn, vì lúc đó mấy bạn chưa có kinh nghiệm thì cái việc chia sẻ thì nó cũng có hạn chế, đúng không? Thì cái đó thì chúng ta sẽ phải tích cóp theo thời gian. Thì như vậy thì Trung thấy rằng là sẽ hợp lý hơn. Cái thì bất kỳ ai cũng vậy, cũng đều có quyền được mơ là chúng ta sẽ được một cái hãng gì đó. Như Trung cũng vậy, Trung cũng không nghĩ rằng là một ngày nào đó Trung làm YouTube đâu. Nhưng mà khi Trung làm YouTube thì có những việc rất là được rất là nhiều sự ủng hộ từ các bạn ở từ trên Facebook nè, trên YouTube, thì đó cũng là một cái lợi thế của Trung. Thì khi mà MyProtein họ thấy được cái việc đó thì Trung có một cái lợi thế là Trung được họ tài trợ, thì nhờ cái lợi thế đó mà Trung được MyProtein họ tài trợ. Thì đó cũng là cái lời cảm ơn đến mấy bạn. Trung sẽ liên hệ với lại MyProtein để có những cái việc gọi là những cái việc mà mấy bạn vượt được discount á, tốt cho mấy bạn khi mấy bạn mua hàng ở trên MyProtein.
cái thì đó cũng là những cái mà Trung muốn give back, gọi là muốn chuyển, muốn đưa lại cho mấy bạn những cái lợi ích tốt nhất khi mấy bạn xem video của Trung. Và có một cái góc nhìn khác về cái việc mà chúng ta được nhận tài trợ, thì như Trung nói lúc nãy là đó là những cái điều kiện cần thì để cho mấy bạn được hướng đến, chúng ta có quyền được ước mơ và chúng ta hướng đến những cái ước mơ có thực như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì có những cái việc Trung thực sự không muốn ủng hộ, đó là mấy bạn, đó là Trung thấy có một vài bạn có ý định gọi là làm YouTube hay là cố gắng gọi là có nhiều follower ở trên Facebook, ở trên Instagram với mục đích chính của họ. Thì Trung thông qua cái việc mà Trung đánh giá cái hình thức mà họ đang làm đó là Trung đánh giá thực sự đó là một cái hình thức gọi là họ làm YouTube, làm cái những cái việc ở trên Facebook như vậy chỉ để gọi là kiếm tài trợ từ về quần áo cũng như là từ những cái hãng xúc. Thì thực sự như vậy nó không phải là cái mục đích, nó không phải là mục đích cuối cùng mà khi mấy bạn làm YouTube ha. Thì cái mục đích cuối cùng làm YouTube không phải là để mấy bạn kiếm tài trợ hay là cái gì đó. Thực sự mấy bạn phải bỏ ngay cái ý nghĩa đó đi. Thực sự khi làm YouTube chúng ta phải có một cái giá trị riêng của bản thân, và không chúng ta không thể nào mà tìm, chính là chúng ta bắt đầu một cái YouTube channel với một cái ý nghĩa như vậy được. Như vậy thì mấy bạn sẽ không thể nào mà phát triển được cái channel mấy bạn khi mấy bạn chưa có gì mà mấy bạn đã muốn một thứ gì đó quá to lớn rồi. Thì thực sự cái đó rất là khó để mấy bạn đạt được. Cái này Trung muốn nói thẳng với bạn luôn. Thì thực sự Trung để một số bạn ở trên Facebook và YouTube có những cái câu hỏi thực sự như vậy. Thì thực sự Trung không muốn mấy bạn có cái suy nghĩ như vậy ha. Thì làm YouTube là chúng ta để tương tác với tất cả mọi người, chia sẻ những gì chúng ta biết, những gì tốt nhất đến người xem, và chúng ta mang cái giá trị đến người xem, và chúng ta chia sẻ những gì thôi, chứ không phải là mấy bạn làm YouTube với mục đích gọi là tìm kiếm tài trợ. Chúng muốn nhắc lại đó là mấy bạn không làm YouTube để kiếm tài trợ ha. Thực sự cái đó không phải là mục đích cuối cùng mà mấy bạn hướng đến đâu. Mấy bạn phải hướng đến một cái mục đích cao cả hơn, và mấy bạn cần phải cố gắng nhiều hơn như vậy nữa thì mấy bạn mới đạt được cái mục đích của mấy bạn. Và nếu mà thực sự mà bạn có khả năng và mấy bạn có tiềm năng thì chắc chắn là họ sẽ tìm đến bạn, và họ sẽ không thể để gọi là trượt đi những cái tài năng đâu. Thì mấy bạn cố gắng là phát huy cái tài năng của mấy bạn, tài năng riêng của mấy bạn, và cố gắng là gọi là chia sẻ, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng gọi là fitness cũng như là tập gym ở Việt Nam nói chung ha. Thì như vậy thì mấy bạn mấy cái mục đích đó thì thực sự nó mới giúp cái channel của mấy bạn phát triển. Còn trong khi mấy bạn là đừng làm YouTube channel chỉ để kiếm tài trợ, thực sự nó rất là, thì Trung không biết dùng từ gì, nó rất là kỳ. Mới đầu Trung làm YouTube channel chỉ để mục đích là chỉ muốn chia sẻ với mấy bạn những cái cách mà Trung tập luyện, những cái cách mà Trung khởi động, nói chung là giúp cho mấy bạn tập luyện tốt hơn, nói chung là tránh chấn thương, rồi những cái chia sẻ những cái giáo án hay đến với mấy bạn. Thì thực sự Trung đón nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ mấy bạn, hẹn như thông qua cái giáo án FFT7. Sao Trung thấy rất là nhiều bạn đang sử dụng, thực sự rất là nhiều bạn đang sử dụng luôn, và Trung rất là vui về cái việc đó. Rất nhiều bạn liên lạc với Trung, gửi những cái hình ảnh gọi là kết quả sau nửa cái quãng đường tập cái FFT7. Có những bạn bị nhóm cơ yếu này nọ kia đều phát triển được. Cái thì đó cũng là một cái thành công riêng của cái channel của Trung. Và Trung hy vọng là mấy bạn hiểu những gì Trung nói. Đó là kết thúc cái câu hỏi mà Trung nhận được trên YouTube rồi. Cái thì nếu mấy bạn thích cái việc mà Trung trả lời thêm những câu hỏi liên quan đến tập tạ này, không liên quan cũng được, nhưng mà cố gắng là đưa những gì đó nó liên quan đến tập tạ, thì Trung có thể sẽ đưa ra những cái ý kiến cá nhân cũng như là cái ý kiến mà Trung sẽ tìm hiểu ở trên những cái trang internet tốt hơn ha, để đưa ra cho mấy bạn. Ok, thì nếu mấy bạn có câu hỏi nào hay thì mấy bạn cứ comment ở phía dưới video để giúp Trung, cũng như là có thể qua những hình thức khác, Instagram, Facebook, và Trung sẽ xem những câu hỏi nào mà nhiều nhất và Trung sẽ làm video về cái câu hỏi đó ha. Ok, peace.